Anh em, đây là cái me 300 năm anh em. Mình quay cái me 300 năm về trước cho anh em coi nè, cái me này tại thiền viện Trúc Lâm nè. Giờ để phan để mình đi vòng vòng quay cho anh em coi. Quá khứ cái me. Phan anh em chờ chút nha, đem quay vòng 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 cho anh em coi. Anh em nhớ bấm nút đăng ký nha, quay lạ lạ cho đầu lạ lạ cho anh em coi. Anh em coi qua đà lạc nè. Cái mẹ 300 năm nè anh em. Anh em có thấy rõ không ạ? Quá đẹp. Cái mẹ được ông màu chồng mình cũng không biết nữa. Lịch sử mình dốt lắm. Anh em thông cảm nghe đây, tại thiền viện mình không dám nói chuyện lớn, anh em sợ là màu. Mong anh em thông cảm. Còn cái này cũng cũng 2-300 năm gì. Thôi mà chủ yếu mình cái me, đặc biệt cái me nè. Đu, quá đẹp. Cái me quá nghiền. Anh em nó bị quéo lọt hơi. Cái mẹ đó đó, chụp quay nãy giờ. Rồi qua đây coi cái quay nè. Cái mẹ kìa. 350 năm. Cái mẹ 350 năm tờ, ít chứ. Đâu. Quá khư cái mẹ, sao nó bị một cái rễ chứ ta? Một cái trông hết trơn. Cái mẹ này thiếu đất. Giường phan phát tu Lý Hiền Dường Tiểu Xanh, ấp bên Hương xã Thanh Đức, người như ông cúng dường. Dạ không cô Loan ơi. Dạ không. Dạ 300 năm rồi đó. Sống muốn ngàn tuổi tại thiền luôn. Không tại luôn. Thôi vậy video của mình đến đây kết thúc nha. Chúc anh em xin phép.